Thưa quý vị và các bạn, miền Bắc vẫn đang trong những ngày giá rét, gây ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt đời sống hàng ngày của người dân. Sau ngày 30 tháng 1, thời tiết toàn vùng ấm dần lên và miền Bắc sẽ có khoảng một tuần nắng ấm trước khi đón Tết Nguyên đán. Theo cơ quan khí tượng, đợt rét đậm rét hại diện rộng lần này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể kéo dài đến khoảng ngày 29 tháng 1. Trong đó, đợt rét đậm rét hại diện rộng này, vùng núi cao vẫn có khả năng xảy ra băng giá. Sau ngày 30 tháng 1, nhiệt độ toàn vùng mới tăng dần lên. Còn theo nhận định của các chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai, khả năng cao là giai đoạn từ ngày 30 tháng 1 đến ngày 6 tháng 2, tức ngày 21 đến 27 tháng 12 âm lịch, sẽ nắng ấm hầu khắp các vùng. Nhiều khả năng từ ngày 7 tháng 2 sẽ có một đợt không khí lạnh tràn xuống miền Bắc khiến trời chuyển mưa rét. Tuy nhiên do dự báo còn xa nên độ chính xác chưa cao. Đợt không khí lạnh này sẽ được cập nhật bởi cơ quan khí tượng những ngày tới. Như vậy, từ ngày 30 tháng 1 đến ngày 6 tháng 2, người dân sẽ có khoảng một tuần thời tiết nắng ấm để giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị đón Tết.